chuột á hả? Hay nè chứ. Má nhìn như con điên á. Điên gì vẫn như ngày bình thường. Hả? Xin chào mọi người, hello. Hello mọi người nha. Em chào anh Khánh, chào anh Tình một đêm. Ôi, giờ này anh Lê Vi chưa ngủ á. Chào mọi người, tất cả mọi người nha. Cái gì mà xin Dove mời hai cô gái cùng thử thách. Alo, alo. Em hả? Mình đang dùng Dove, còn mình thì không. Em là, em không biết em là ai nữa. Bây giờ em không biết em là ai á, em nghĩ em là ai. Không lo hư tổn với Dove. Sao mình lại có ghế ở đây? Em cũng không biết nữa. Dạ. Nghĩ cũng lạ ha. Không biết tại sao lại có ghế chỗ em nữa. Chắc là hôm trước em lấy nick của anh em đi tặng quà cho anh nha. Đừng buồn em ơi, khi lỡ chắc vậy rồi. Bận lòng chi nữa. Ai vậy ta? À nhớ rồi, nhớ không? Quên anh đi. Giây phút bên nhau em sẽ quên mau. Ai? Chỉ có anh thôi. Chỉ có Quỳnh của lòng anh đây mà. Em không phải tên Quỳnh. Đời ai cũng có. Trời sao hôm nay vắng vậy? Hello Hoài nha. Hello Quá Nhi. Hello anh Bò. Cảm ơn Tình một đêm nhiều nha. Trời ơi gì mà 7 phát 500 ngàn ít vậy. Hả? Cái tên kỳ cục quá. Cho anh nói em tên. Cho anh nói em tên gì? Cho em. Cho em luôn đây. Và anh biết em sẽ quên em muốn hết. Những bài tình ca anh đã xin tâm nhé. Thế là anh Tạc Phù. Anh biết trái tim em có. Hình bóng ai kiếm. Em tên gì không phải Phay là Nhã Quỳnh hả? Em tên là Nhoi. Anh sẽ không trách em nữa. Chẳng trách anh thân xin tay Nhật Bản á. Và anh biết em sẽ quên hết. Yeah. Những bài tình ca anh đã viết xin tặng em. Và anh biết trái tim anh có. Hình bóng ai kìm. Cao ai? Tao vô. Em say rồi. Chẳng trách em đâu. Cảm ơn cho em một góc mông. Yeah. Em cảm ơn Tình một đêm nha. Anh Khánh thôi, anh Khánh đâu rồi? Đi cho với ai mà ra nông nổi này. Em đi chơi với bạn em đó. Thằng Sủn á. Thằng Sủn với lại con Nhi. Trời ơi. Thêm thằng bạn em nữa. Tụi nó ép em uống hết trời luôn. Giây phút bên nhau. Lên trên bục nhảy. Anh đã trao em. Cho em. Trao em luôn đây. Ôi Sủn bận nhậu. Ừ nó vậy, ngày nào nó cũng nhậu á. Ngày nào em cũng nhậu với nó. Nhoi biết nhảy mà ta. Ừ em biết nhảy. Chết liền á. Quất một bài cho máu. Không. Anh lên đem quốc một bài liền. Và anh biết em sẽ quên hết. Những bài tình ca viết riêng cho
lặng lẽ. Và anh biết trái tim em có hình bóng ai kia. Nhưng mà đợi anh nhớ em lại đã. Anh sẽ không trách em nữa. Giờ thì anh chẳng trách anh đâu, chẳng trách em khi ta đến bên nhau tình yêu rồi. Trời ơi, bỏ cái nón ra là quen liền. Kiểu đợi xíu, nói không quen liền. Đó, quen không? Gió đêm trở ly, anh chìm đắm trong men cây đá. Nóng khóc chết làm mi, uốn cùng anh cho đêm này say chân ngắn. Giờ tan năm ấy còn đâu những đam mê ta kiếm tìm. Màu mắt xanh ngời lá dưa mấy ngàn về chôn xa rồi. Hãy say cùng em, hãy hát cùng em, hãy khóc cùng em thêm một lần để anh đừng gần trái tim của anh. Dù trong phút giây bó tay rồi, hát hết nổi rồi. Đùa chứ em thích cái này hơn. Hôm nay em tự lấy kéo em cắt tỉa thêm một xíu nữa. Nhìn nó ngộ ngộ. Nhật Bản sao y chang, sao như trai làng Hà Nội vậy hả? Cái mặt, cái áo quen như cái đầm á. Event khủng bố là sao? Ý anh là sao? Sao anh không thể ở lại với anh? Mình chẳng cùng với nhau đi hết quãng đường, mập hy vọng một ngày ngã xanh. Tháng năm tháng trầm dòng đời ngã nghiêng. Mình từ rời bỏ nhau xây nên điên dại. Sẽ hết kiếp người xin cho cháy lòng. Trong vòng 3-4 tiếng anh có hai đây rồi, chịu giúp trong 2 tiếng rồi. Có nghĩa là sao em không hiểu ý của anh á? Giúp, giúp có nghĩa là giúp lên cam á hả? À, tặng quà cho anh á hả? Lên cam thôi hả? Mấy giờ? Ngày mai em bận rồi. Em xin lỗi nhá. Mưa trôi cả bầu trời nắng, chưa theo những nỗi buồn. Thấm ước lì dù môi đắng, vì đánh mất hy vọng. Lần đầu gặp nhau dưới mưa, trái tim rộn rã bởi ánh nhìn.
tình cảm dâm ngứa thắm lâu em nồng ơi. Mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu. Và em muốn hỏi rằng chúng ta là thế nào, rồi lặng người đến vô tận, trách sao được sự tàn nhẫn. Anh chót vô tình thương em như là em gái. Đừng lo lắng em, nhưng mà ngày mai em không có ở Sài Gòn, cho nên là em khó xô được nhá. Thông cảm cho nhau nha, ngày mai em phải đi xa. Ấm áp chiều dần vắt, lần sau nhá, lần sau em sẽ giúp anh nha. Ngày mai anh đấu siêu xe với bộ tổ. Vậy là yêu. Và em muốn hỏi rằng chúng ta là thế nào, rồi lặng người đến vô tận, trách sao được sự tàn nhẫn. Anh chót vô tình thương em như là em gái. Em xin lỗi anh nhưng mà em không lên được. Em cảm ơn tình một đêm nhé, hãy lo lo. An, lúc nữa nhắn tin cho em có chuyện nói anh nè. Hồi nữa nhắn tin cho em nha. Nhìn trên cao chọn chơi. Hello, hello lo single. Alo, trời ơi. Ủa, sao giờ này mới dậy? Hôm nay thứ bảy mà. Hôm nay chủ nhật chứ có phải thứ hai đâu. Vãi, rớt ra luôn rồi. Em say rồi ba. Nhìn trên cao quận chơi yêu. Phải mặt nghe không, anh muốn xỉu hả? Xinh mà, cũng muốn làm fan lô nhưng sợ nhau giận nên thôi. Hôn em cái, hôn em một cái, hôn nhau một cái đi. Không, không không hả? Cảm ơn. Cảm ơn.
được, được, được. Rồi. Dove mời hai cô gái cùng thử thách liệu mái tóc có hư tổn khi tạo kiểu băng nhiệt. Mình đang dùng Dove, còn mình thì không. Cho tóc tiếp xúc với các xin lỗi mọi người nha, tại vì nghịch quá cho nên nó bị rớt xuống. Cái quờ quờ gì mà dầu gội đầu là sao? Còn cô gài cái áo vào đi hả? Chất mà. Chỉ là em muốn ôm chặt anh lúc này. Ok ok, trái tim cũng bị đau. Ăn sáng em ơi kìa. Thêm một lần cuối cùng rồi ta sẽ rời xa. Vì là khi thôi, dù nhiều năm nói cười, ta cũng không thể nào đi chung đôi. Vậy là em sai, sai từ giây phút đầu. Không, xíu có công việc em đi rồi. Chờ đủ cơm để chung hành lý ký gửi rồi. Hư á anh, để quá ngày là hư á. Anh An thích ăn cơm à? Sao nhìn em muốn đi ngủ? Em rất đau, chỉ muốn buông tình ta ở đây. Vì cho đến giờ chẳng có ai biết em tồn tại. Những lần chào nhau quay rồi, người ở bên cạnh anh chẳng nghi ngờ. Lùng anh lại chẳng nhẹ nhàng. Lời viết ly buồn đến mấy cũng không hề nào làm cho em ngủ ngơ đến mức tuyệt vọng. Dạ không, có mình em đi à. Cái này là em gái em. Ngày mà anh tìm đến em tin anh thật lòng và yêu em bằng những cơm sôi. Bạn em à. Bữa tưởng mua cho mẹ. Bạn mà. Sao vậy? Trái tim anh dành hết cho em. Yêu em rất nhiều. Ra ra ra. Lô nhìn đáng hình, đáng là ai? Chẳng bao giờ em trong anh. Chỉ biết hả? Thế thôi, khóc trong lòng không nói ra mới xót xa. Hải nào? Hải nào ba? Cảm ơn bạn mới tặng quà cho mình nha. Áo, giật. Giờ nay mình ngẩn trước gương, lại nhớ một người em rất thương. Một người đã làm cuộc sống em khát đi quá nhiều. Bạn gái của em. Nếu sau này dạ bị mất giật thì hãy trân trọng người ở bên cạnh và yêu người ấy càng nhiều. Lời biệt ly buồn đến mấy cũng không hay không nổi. Em à, người yêu của em đó đẹp không? Nhìn cái dáng là đã liền. Hãy lên bạch công tử nha. Thanh đi ngang không ngủ à?
đâu quay mặt ra coi. Anh bò, mấy nay anh bò bơ em mới chờ luôn. Trái tim anh dành hết cho em và yêu em rất nhiều. Sau này sẽ ra sao? Để sau em có vô nha. Có vô nhưng mà ít nói chuyện lắm. Hello 907. Dạ không anh. Tỉnh đó em. Tỉnh rồi. Anh điện thoại mà toàn ở ngoài đường á. Ủa La La là ai vậy? Chị tưởng con nào đó giờ chị mơ mà. Hello La La nha. Giờ này chưa ngủ nữa hả em? Ma đó hả? Ba để tên đúng sạm. La La là con bé trong phòng nào? Đúng rồi, La La là Nana. Nãy giờ em mới biết luôn á. Phải mua vé. Ôm gì của Quỳnh. Chị ơi, chị có chồng chưa? Ừ, tự nhiên tên Nana đi để tên La La nghe xàm xàm không? Mình tên gì mình để tên đó chứ. Ê, bài cái gì mà na 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 là kiếm tình đúng không? Đúng không? Chứ sao? Cái gì mà kiếm hiệp vậy? Lo đi ăn vui nhé. Nãy em quên rồi. Cái bài gì mà người nói yêu tôi nhiều nhưng sao, nhưng mà bài đó của tiếng khác á. Hôm nay anh An thấy em dễ thương không? Hôn miếng à An. Dở hơi vợ cờ hờ có nghĩa là gì? Ơ à, lại sao lại La La nữa? Ba lô single, lô chỉ cho đi ăn cái. Đổi không được hả? Chắc là on máy tính mới đổi được nhỉ? Na em có đang trên phòng show không? Lên vô luôn đi. Gì ghê vậy, hát trên 3 giờ em cho anh Toàn vô cảm nha. Bổ sung sức khỏe đi men. Show câu 1:20 xong chị solo tô sao em lóc chó của chị dễ dãi quá sao vậy? Nó đang tới thời kỳ tìm nữ đó em. Về làm show radio vãi. Động đực á hả? Không biết tối ngày nó cứ liếm cô hoài. Hả vậy? Gì vậy? Em nói thật mà. Không tin hỏi Hải đi. Gì vậy? Từ ngữ thôi mà hả? Em say rồi. Hỏi hai đứa nó giật nhau như chó mèo á.
Má đừng ai ướng như cúng nhé. Hồi nãy em đi với bạn em á, tụi nó rủ vô chơi á, xong rồi kiểu giống như là đi vô trong đó để cho tụi nó cô gái vậy mà. Thèm xôi gà quá Hải ơi. Hai đứa mình mà ở chung nhà là hai đứa mình có nước thức đêm ngủ ngày quá. Đói quá hả? Thôi mình đi ăn phở nha. Hải nó không chịu lên đây ngồi chung. Cho ăn ké không? Tụi em show xong tụi em đi ăn liền á, đói quá. Hải chỉ có biết cái món này, em có thích ăn lẩu Thái không? Em có thích ăn lẩu Thái không? Em vừa úp hình em với con cún xong. Úp ở đâu? Facebook hả? Để lên coi. Giờ tới nhắn tin. Em nói một tên này có lẽ là chắc là An sẽ bất ngờ đó. Nhưng mà chào Na kìa. Vãi. Chó dễ dãi mà là thôi ra đây show luôn đi ba, ra đây ngồi chơi. Hải Tại vì em đang không mấy gấp mà tóc em lại còn buộc ngược lên nữa. Được có bên nhà em. Alo, sao em nghe được có bên nhỉ? Kiểu bất cần đời. Hải nó đang rất là buồn nha. Như nhỏ nè. Bất cần đời rồi. Đang buồn mới qua đây ở nè. Hải buồn ở ngoài. Dạo này Hải kiểu chết. Quá cần câu rồi hả? No, Hải nó đâu có nhậu đâu. Buồn chuyện gì kìa.
chuyến tàu ly biệt. Đẹp không con gấu to nhờ? Anh Tô Phu ơi, anh Tô Phu, Nhoi cũng thấy một con gấu, con gấu trắng trắng á. No, Quỳnh đâu đuổi đâu. Em thích con gấu trắng trắng. Em biết sao muốn tài không? Biết sao muốn tài không? Sao giùm chị đi. Thôi, để mai chị tự sơ. Anh có vé đâu. Nhờ Hải giữ. Lý do đội mũ là tóc tôi ngố. Hải đang làm nail. Biết luôn hả? Vui không? Lâu lâu kiểu chị em tập hợp á. Ủa vậy giờ anh nhìn hai đứa anh. Một xíu nữa đi em inbox cho. Chuyện này có vẻ là hơi bị bất ngờ với An. Đôi 12 cô gái cùng thử thách. Liệu mái tóc có hư tổn khi tạo kiểu băng nhiệt? Mình đang dùng đâu, còn mình thì không. Một vụ đó là làm cho anh hụt hẫng á. Em không biết có nên nói cho anh nghe không nữa. Thôi tặng cho em 10 cái lá vàng đi rồi em nói cho nghe. Hát bài để chân không? Dạ. 10 gạch dò dẹp luôn. Không nói luôn. Nó đủ hụt hẫng rồi thêm không sao. Thôi nhưng mà em đùa đó chứ em nói là em thích anh An. Hôm nay em say cho nên em nói. Em đã sống những đêm chỉ có anh chẳng chiếu bài. Em đã sống những đêm ngồi kia bên su bờ cá. Ước gì anh ở đây giờ này. Ước gì anh cùng anh chuyện trò, cùng nhau nghe dòng xô gành đá, ngân câu hát yên bình. Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cay xa. Từng đàn chim côi chân chỉ biết tìm nơi bình yên. Ước gì anh ở đây giờ này. Ước gì em đưa nghe giọng cười và hơi ấm đã bao ngày qua. Mình luôn sáng mấy kỳ. Em xa anh đã bao ngày rồi. Nghe như tháng năm ngừng trôi. Khi xa em nhớ anh thật nhiều. Ngày người như yêu anh hơn. Gì em đã không lỡ lời. Ước gì ta đừng có giận hờn. Để giờ đây cô đang vắng tênh. Đời em đã mất anh rồi. Ước gì cho thời gian trở lại. Ước gì em gặp anh một lần. Em sẽ nói em luôn nhớ anh. Và em chỉ có ngon, ngon lành cành đào. Hải, Hải bị làm thợ nail bất đắc dĩ. Cho gì hết cho mình khi mình đi bán bị mấy ro hả? Có chuyện là Hải đang ở đây. Ước gì anh ở đây giờ này. Ước gì
anh cũng nhớ chuyện trò, cùng nhau nghe sông xô gành đá ngàn câu hát yên bình. Em đã biết cô đơn là thế, mỗi khi cách xa bò từng đàn chim của chân trời biết tìm nơi bình yên. Ước gì bỏ ở đây giờ này, ước gì em được nghe bỏ cười và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn gian với kề. Em xa phu đã bao ngày rồi, nghe như tháng năm ngừng trôi. Khi xa em nhớ anh thật nhiều, này người, người yêu anh hai. Ước gì em đã không lỡ lời, ước gì ta đừng có giận hận, để giờ đây qua đắng vắng anh, đời em đã mất anh rồi. Ngày mai không có sợ, ngày mai không có sợ đâu. Thời gian đôi em luôn nhớ anh và em chỉ có ước gì cho thời gian trở lại. Em gặp anh một lần, em sẽ nói em luôn nhớ anh và em sẽ có anh thôi. Hồi sáng hả, em có nói chuyện với các anh sáu múi không? Kiểu cái anh mà hôm trước em nói là an cái anh mà trong phót á, em sẽ số điện thoại xong rồi kiểu cho Facebook rồi về nhắn tin nói chuyện á, đúng gã em luôn á. Anh có mô tô nè này nọ, gã em bay luôn, em bơ luôn, không nói chuyện luôn. Xong nói em á, em nói chuyện giống như trên trời mới rớt xuống vậy. Ừ thật á, cái thằng sáu múi em đăng anh bo nhớ không, cái thằng sáu múi hồi nãy mình đi hay rồi đó, gặp nó nữa. Vừa gặp nó luôn, kiểu em vừa bước vào là nó vừa bước ra á. Dạ. Ôi, không ngờ luôn á. Vậy anh ý thẳng à, nó thẳng thật. Nhưng mà kiểu nó dụ á, dụ em á, gạ em á. Đợi nó khô. Em sơn chân không, chị sơn cho. Nếu bây giờ đợt mưa tròn nguồn lần nữa thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa. Nếu bây giờ đợt mưa tròn điều em ước mơ thì em tin em vẫn mơ như em từng mơ, vẫn mơ rằng trọn đời này yêu anh mãi. Dù có tiếc nuối nhưng đang cay trong ngày mai, vẫn mơ rằng trọn đời này em trao đến ai. Vì tình yêu trong em sẽ mãi không bao giờ phai. Bởi vì một khi em đã yêu là con tim em đã. Dù đừng à, không cho con cũng ngủ, nó ngủ nữa. Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy. Hình như Hải là idol đầu tiên chơi với cúng của em. Idol bạn kiểu bạn lạ chơi. Em định mua cúng à. Thôi đừng nuôi,
nuôi cũng mệt lắm. Em chị còn định bán lại nữa. Anh không ngờ cũng dễ dãi vậy á. Gãy á hả anh Boy? Bò chứ. Chỉ cần anh biết em luôn thật yêu anh. Đàn ông bây giờ khó tin tưởng vãi ra. Rồi. Xong rồi hả? Chưa. Kể đi chị được rồi. Mai nữa. Ủa em tưởng anh nghĩ theo đuổi Mai rồi chứ. Hello Minh nha. Hay mà cho họ ghét đi em. Thích bài đó đúng thích luôn. Hôm qua kiểu hát cho họ ghét đi em. Đây. Sao Mai quá rồi. Em biết Mai nào nè. Một mình trong đêm không phải ai cô đơn. Ta đêm nay cứ say, ta quên hết sự đời. Mặc kệ người kia có bao nhiêu gièm pha, đâm tôi vẫn yên vui không ngăn được cuộc đời. Cho họ ghét đi anh, cho họ ghét đi anh. Đâm tôi vẫn yên vui không ngăn được cuộc đời. Lạnh thành bước trong đêm, lạnh thành bước trong đêm. Cô đừng mà nói đau, nó cũng chẳng là gì. Tâm Nhoi vẫn luôn phải tỉnh ở giữa dòng đời để vạn thính. Nhưng đẹp gái là phải tỉnh chứ không yêu mà nó bất kính. Mới say sớm em bước ra ngõ, đẹp cứ chó thật quá nhỏ. Vì nên sống anh như chữ O, anh sống khác hơn là bọn họ. Chắc vì thế ông già em khó, không cho quen như vậy với chó. Tập và quen với những điều đó, cuộc sống là chó còn ta là mèo. Vì thực tế nó làm con mèo, người thiên hạ họ gọi là chó. Nghe tới đây nó hơi khó khó, không biết bao giờ mới được tự do. Một mình trong đêm không phải ai cô đơn. Ta đêm nay cứ say, ta quên hết sự đời. Mặc kệ ngoài kia có bao nhiêu em pha, tâm ta vẫn yên vui không ngánh một cuộc đời. Cho ghét đi em, cho ghét đi em. Tâm ta vẫn yên vui không ngánh được cuộc đời. Lạnh thành bước trong đêm, lạnh thành bước trong đêm. Cô đơn và nơi đâu nó cũng chẳng là gì. Hello anh Virus nha. Nên giờ đây em chọn số kép chứ không yêu mà nó sao chép. Em đã nói bao nhiêu lần nhạc của em là nhạc hòa bình. Em cũng nghe khi chưa cần. Phở ở trong Nam nó khác với phở ngoài Hà Nội á. Em ăn được. Dạ anh Ba cũng ngon. Đợi xíu ăn. Của anh là thần tiên, miệng đời họ ở anh thần điên. Nhưng không sao hết anh vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng lòng an nhiên. Một mình trong đêm không phải ai cô đơn. Ta đêm nay cứ say, ta quên hết sự đời. Mình kể ngoài kia có bao nhiêu gian pha. Tâm tư mình yên vui không nên đục cuộc đời. Cho ghét đi anh, cho ghét đi anh. Tâm tư mình yên vui không nên đục cuộc đời. Lạnh thành bước trong đêm, lạnh thành bước trong đêm. Cô đơn và nỗi đau nó cũng chẳng là gì. Một mình trong đêm không phải ai cô đơn. Ta đêm nay cứ say, ta quên hết sự đời. Mình kể ngoài kia có bao nhiêu em pha. Tâm tư bao nhiêu vui không nên đục cuộc đời. Cho ghét đi anh, cho ghét đi anh. Tâm tư bao nhiêu vui không nên đục cuộc đời. Nhỏ hát xong gọi, em gọi mất hộ anh. Gọi mic là sao anh? Gọi mic là... là sao? Thì có mic gọi hỏi là sao em không hiểu ý anh á. Lên hội bằng mic. Hả? Gọi bằng hội bằng mic. Mic này hả? Mic cái mic này nè. Hỏi ơi. Hỏi à. Mai rảnh em lên lấy.
Ủa, thằng Hội đổi tên là Sa á? Kỳ vãi. Hèn gì? Nhớ là chị Ti. À, là sao? À, cảm ơn em, đẹp. Em tưởng hồi nãy giờ Sa Sa nói chuyện em đâu biết Hội đâu. Sắp hết show rồi. Còn phố lại lên đèn, mà lên đèn phải xuống phố để giải ngốt chứ không cái đầu bể hộp số. Vì công việc hàng ngày chứ chưa qua nhìn những loại vết ố, vì thế nên tao dùng cỏ phố lại. Ủa tại sao là chị em của Ti? Dạ, là sao anh? Và tao nói là anh nên anh đang tao mang nhiều đồ đây. Không xem được từ đầu show hả? Dạ, vậy thứ hai nha anh, thứ ba chứ. Thứ ba em có show. Về cho nó hết thấy đường về nhà, đâu đường mình cùng lại đây la la. Chơi cho nó hết tối nên ngủ chuồng gà. Quăng tao cái bòn, quăng tao cái bòn, quăng tao cái bòn, tao cùng chơi vòng tròn. Quăng tao cái bòn. Hư rồi Hải ơi, kể đi. Dày quá. Ừ, tao chạy. Tôi chơi cho nó có mấy khi nó xuống đâu. Dạ đúng rồi anh. Tiền thân của anh là thằng điên. Ủa mặt đồ này đi luôn hả? Hôm nay là thứ mấy, chắc chẳng là thứ hai. Điện hôm mình ơi, quan tâm thì phim và kia mình hút đi. Yo, đâu nữa mình cùng lại đây phê pha. Về cho nó hết tối nên có chuồng gà. Đâu nữa mình cùng lại đây la la. Chơi cho nó hết tối nên có chuồng gà. Quăng tao cái bòn, quăng tao cái bòn, quăng tao cái bòn, ta cùng chơi vòng tròn. Quăng tao cái bòn, quăng tao cái bòn, quăng tao cái bòn, ta cùng chơi vòng tròn. Trăng đi lên cao, xuống biển nhấp nhô. Trong ngoài xa xa thấy em khẽ cười. Hải sản tươi sống, thành long là có đủ. Đất Phan Thiết không thiếu cái gì, chỉ biết đêm nay là thiếu ngủ. Em xin tự giới thiệu nickname của em là Nhoi. Quần đùi áo hở sexy đó chính là em. Cái gì tai đó chính là em. Và những cô em thích ăn cà lem. Để em dẫn thông đi thâu đêm, xong rồi chút nữa mình đi ăn kem. Yo, hôm nay là thứ mấy, chắc chẳng là thứ hai. Hôm nay là thứ mai, chắc chẳng là thứ mai. Hello Oni. An, cơm của em còn bỏ trong tủ lạnh đó. Nếu mà ăn thì ăn như nào An? Em quên mất lời bữa An nói rồi. Em bỏ tủ lạnh rồi nhưng mà em ăn sống nhìn nó kỳ kỳ sao á. Không ngon. Em mới mua. Dạ, bỏ ngăn đá rồi. Quăng tao cái bòn, quăng tao cái bòn. Bữa giờ luôn á, chưa ăn luôn á. Có mùa sớm, sợ điếu ngon đâu. Cái đó là chấm muối hả? Muối gì? À đúng rồi, cái loại cơm ở nhà em cũng hay dùng nấu chè. Nhưng mà em kiểu ăn như vậy kỳ quá, tại vì nó rất là sống á. Có cần luộc lại không? Tại vì trong miền Nam á, trong miền Nam ăn là kiểu có cái loại cơm dẹp rồi có dừa đó. Là cái loại đó. Hát với cấn, Linh hướng dẫn đi lên. Là sao? Em đổ ra chảo, xào qua xào lại. Dạ. Cha nội bo này á, quỷ à. Trời đông. Cô ơi, ở quên, hỏi Hải cũng đúng. Về Tây Đô bên dòng sông tôi người hát con nghĩ. Trời ơi, cô đừng đi lấy chồng. Hải nó kiểu, nó con nít quá, nó không biết mấy cái này đâu. Hải em biết không?
ăn cơm như nào? Hả? Cái đó nêm như đồ sống vậy. Ôi trời. Ờ, là ăn sống như vậy hả? Chị lỡ mở tủ lạnh rồi. Ờ, ăn sống á. Ăn cơm với chuối dai dai. Ủa, tô phu ăn rồi á. Nó giống xoài giò nhưng mà kiểu nó ấy quá. Ừ ừ, cho vào cơm hấp. Ừ, quyết định vậy đi. Để đi về ha. Giờ đi ăn phở trước. Bỏ đường ăn. Đúng rồi đúng rồi, cái này ngon nè. Biết đâu anh thành tỷ phú khi lúa thấp anh trúng mua. Bỏ vô cơm luôn, pha đường vô luôn, nấu như chè ha. Không không không, bây giờ mình hấp lên trước. Mình hấp lên trước xong mình bỏ đường vô, cái đó mình ăn, em nghĩ nó ngon hơn. Dạ, thôi tụi em ngủ rồi. Hâm ơi hò. Tụi em chơi nhau quá trời. Tôi biết là cô đẹp, tôi nói thiệt đó cô ơi. Chắc cô tên Thắm, cô xuống chợ ở phố mới. Mấy thằng nhỏ trong xóm còn đục qua bác năm tìm chỗ đợi. Để thằng nào tốt đẹp cho rồi vô chơi. Anh biết là số tôi xui, da thì đen, chân thì phèn. Muốn cô để ý không nhờ mà họ không dám đi thẹn. Cảm ơn bạn ở trên Facebook nha. Xia xia. Nam tí tương chí nhột chí nu là tương gì? Chín su ạ. À? Cảm ơn bạn trên Facebook nhiều nhé. Có Nana ở đây sao ngủ được anh? Phải thức chứ. Em còn 5 phút nữa thôi. Gì vậy Minh? Nhớ nốt tuần này sao không? Không. Ước gì nằm giữa. Quỳnh còn nhớ anh không? Dạ không. Buồn nốt tuần này thôi. Ừ, thì em buồn nốt tuần này thôi. Nhớ nốt tuần này sao không? Hôm nay mới chủ nhật mà. Dạ em biết rồi, mai mốt em sẽ không đi uống rượu nữa. Thề luôn, hứa luôn, sẽ không bao giờ say nữa. Chỉ buồn hết tuần này thôi. Em là một con người rất là dễ quên, nhưng mà sẽ ghi nhận. Em chỉ ai đối xử với em như thế nào em sẽ trả thù lại điều đó thôi. Và em đã trả thù được, cho nên em sẽ quên. Có đôi lúc cũng thấy mệt mỏi, muốn dừng lại và đứng trước gương. Nếu em có bản lĩnh đi tiếp thì coi lại anh chẳng muốn kiêm nhượng của con đường đó. Có phải anh bỏ lại nỗi đau là khi chấp nhận làm kẻ thứ ba một cách hoán đổi công hoàn hảo? Cũng do ngốc mà thôi, đã biết là cho không nhận lại thì sao lại nói cho người ta biết, đừng người ta phỉ lên nói dai. Cũng có lúc em bị trầm cảm vì một cú sốc như vô hình. Một người em quen cướp anh đi mất, liệu rằng em có thể bình tĩnh được như vậy hay không? Hay anh xem đó là trò đùa? Cũng nhiều bài hát em gọi tên anh ở trong những thức anh từng hứa. Ở nếu lời hứa mà anh từng hứa với em hôm nay là dư thừa, thì anh cứ phủ như chưa từng xem một lời chia tay không còn nữa. Phần biết rằng anh tốt với em, nhưng em lại yêu một người khác. Tình yêu tâm giác là ba mũi dao, biết như vậy mà vẫn đôi chát. Sao có thể anh cho em cùng và chia tay em trong dứt khoát? Nhưng em sẽ cầm anh làm em đau, tạo vết thương bên trong thể xác. Này, em cảm anh đã yêu em khi đang trong vòng tay người khác. Và em cảm anh nhìn vào em một đôi mắt đen không còn cảm giác. Em cảm anh đi bên nó mà lúc nào cũng nghĩ đến em. Đối với tư cách một người đi trước, giá trị của em vẫn hơn một lần. Em cảm em đâu so sánh ai tốt hơn những việc em làm, vì em chưa hiểu được hết khái niệm một người phụ nữ cần phải quan tâm. Em cảm anh rơi nước mắt khi vô tình có nghe bài hát này. Em cũng sẽ cảm anh nghe từ cảm khi anh cũng còn là người ấy. Em cảm anh đã yêu em. Mệt quá. À, còn 2 phút nữa thôi, tạm biệt mọi người nhé. Nho đi ăn, người đi ngủ đây. Hứa luôn, em sẽ không bao giờ buồn nữa. Bao nhiêu là quá đủ rồi? Bao nhiêu là đủ một tuần rồi? Dạ. Không bao giờ buồn nữa.
đùa chứ mọi người, bye bye mọi người nhé. Cỡ thứ ba em show lại á, có gì em nhắn tin cho mọi người. Hoặc là thứ hai á, chiều chiều có gì em đăng Facebook mọi người nhớ vô Facebook em nha. Dạ, em còn 2 phút nữa em off. Với nó thì mọi việc khác rồi, không làm cũng được ghi nhận. Mà thôi đâu còn quan trọng nữa, đâu phải chỉ trong vài lần. Đành ngậm miệng để anh vui thôi, nói sao thì chuyện cũng vậy rồi. Chỉ tiếc là không thể tặng cho anh được hạnh phúc. Mơ thôi nhưng cắm thì vẫn cứ cắm, mặc dù đã biết là 7 phần thừa. Có phải là mấy anh thấy nhau hư lắm không? Mấy anh thấy có em hư không? Sao gặp Johnny ở sân bay? Với anh thì không hả? Có nhiều người họ nghĩ em hư, kiểu đi chơi đêm rồi đi mấy cái nơi như vậy, nghĩ là em hư ấy. Nhưng mà em hỏi Hải xem, Hải dĩ nhiên là sẽ không nói em hư rồi. Tại vì Hải hiểu em. Lúc anh báo Hải bệnh ấy. Rồi sao? Nhanh lên, hết giờ rồi. Anh là ai vậy anh xóa ca? Hết show rồi, tạm biệt mọi người nhé. Hẹn mọi người gặp lại sau.